trái mít Thái bị mốc méo ngoài cái quá trình chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng ra, nó còn một cái vấn đề rất quan trọng, đó là cái quá trình tiễn trái. Chúng ta tiễn trái sai kỹ thuật thì trái mít chắc chắn sẽ bị bóp máu. Nhà vườn Trao Chảo thân mến chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Trao Chảo nha. Thì thưa các bạn, hôm nay nhà vườn Trao Chảo ra vườn để thăm lại vườn mít và chia sẻ với các bạn một đề tài rất là quan trọng. Nhà vườn Trao Chảo mới phát hiện ra được một cái cách tuyển trái mít để mà trái mít to tròn đạt lộ nhất so với cách tuyển trái mít cũ trước đây mà chúng ta thường làm. Cái cách này rất là hay các bạn. Mời các bạn xem video nhà vườn Trao Chảo chia sẻ ở đây nhé. Như các bạn biết đó, một tháng nay vựa mít và thương lái lựa mít và bắt mít rất là khó. Để được một trái mít nhất không phải dễ so với trước đây. Một trái mít nhất hiện giờ đó là phải to tròn, ít muối, và muối phải đậm và đỏ đậm, và muối phải dày lên, gai phải nở đều, và da phải xanh, và không bị thối màu, không bị thối cuốn. Rồi còn những yếu tố khác nữa là cân nặng, trọng lượng và dáng dấp. Nó phải to tròn, nó không bị lép, nó không bị méo mó. Trái mít, nói chung là trái mít là chuẩn của hoa hậu luôn đó các bạn. Trước đây cái cách tiễn mít thì thường trái mít nó bự bằng cái chén, thì chúng ta cắt hết tất cả những bông đực, những cành, những chồi xung quanh cái trái mít, và chúng ta chỉ lựa một cái trái mít duy nhất còn lại để mà chúng ta tiễn lựa, thì nó bự bằng cái chén. Các bạn thấy đây là những cái dấu cắt, thì các bạn thấy trái mít này bắt đầu có hiện tượng mốc méo rồi đó, các bạn thấy không? Bắt đầu nó méo rồi đó nè, các bạn thấy nó méo một bên rồi đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao nó méo nha. Đây là trái mít đã tiễn quá sớm và đã cắt quá sớm những cái bông đực xung quanh nó, và các bạn nhìn xem xung quanh nó, đây nó méo. Những cái chỗ méo này là những cái chỗ mà nó đang ở giai đoạn thụ phấn, mà các bạn đã cắt hết những cái bông đực xung quanh nó, thì những cái bông đực này nó không còn phấn để mà nó thụ qua cho cái trái mít này. Và trái mít này bây giờ các bạn nhìn thấy hai bên đây nó bị méo. Chính những cái chỗ méo, những cái chỗ eo này là những cái chỗ mà không có muối, do không có bông đực thụ phấn. Rồi các bạn nhìn một cái chùm mít này nha, các bạn thấy không? Gai nó đùng lại và nó không có nở đều ra. Và những cái trái mít này nhìn có vẻ như là nó không có được tròn lắm. Thông thường thì cái bông á, mít nó ra đó, nó gồm có bông cái nè, rồi ở trên đó là cái bông đực đó các bạn. Thì cái bông đực á, nó có nhiệm vụ là thụ phấn cho những cái bông cái xung quanh này. Mà trong cái giai đoạn á, thụ phấn thì trong một cái quá trình nó phải gai mít, và trong cái gai mít nó có những cái sợi lông để nó đưa ra ngoài để nó hứng những cái phấn từ trên những cái bông đực này và nó thụ. Thì những mỗi cái một gai mít là mới biểu hiện một múi mít ở trong đó các bạn. Khi nào các bạn cắt sớm quá, cắt xung quanh hết những cái bông khác á, thì coi như là những cái sợi lông nó đưa từ cái gai mít lên đó là nó không có thụ phấn được. Thì chính cái chỗ không thụ phấn đó, hai bên cái thành của trái mít đó là nó bị méo, nó bị lép đó. Các bạn thấy có những trái nó không có thụ phấn đều, trong một đùm mít này nè có những trái nó không có thụ phấn đều, thì bắt đầu nó bị lép, bị méo, bị mó, bị ẹo, bị cong đó. Vì nhà vườn Trao Chảo một cắt cái những cái chỗ đó ra thì nhà vườn Trao Chảo thấy là chỉ có sơ mít không, chứ nó không có múi mít. Thì chính những cái tế bào, cái thành tế bào múi mít nó mới làm cho trái mít phì ra và to tròn các bạn nhé. Bây giờ nhà vườn Trao Chảo áp dụng cái cách tiễn trái mít theo kiểu mới như sau. Thường thì bằng cái chén, bắt đầu các bạn thấy những cái trái này nó bằng cái chén nè, thì bắt đầu chúng ta mới đem cắt nó phải không? Thì bây giờ không, đây cái trái trên này là do sai lầm, khi mà bằng cái chén mình đã cắt hết xung quanh thì bây giờ bắt đầu trái này nó có hiện tượng méo mó rồi đó các bạn. Thì bây giờ là những cái trái ở dưới gốc này nè là nhà vườn Trao Chảo để nguyên, và để nguyên đùm vậy đó, để cho những cái nhụy nè, những cái phấn của bông đực nó cứ qua
nó cứ thụ phấn đi, rồi sau đó hãy tính tiếp các bạn nhé, chúng ta không có can thiệp gì hết. Rồi xem video này sẽ có nhiều bạn sẽ hỏi nhà vườn trao chảo là nếu mà để nhiều trái và để một đùm như vậy á thì cây mít nó bị mất sức sao? Thì thưa các bạn, mình quan sát theo dõi thì cây mít này nó không bị mất sức đâu. Mình tại vì á cái quá trình mà thụ phấn của một cái trái mít á nó xảy ra rất là lâu và nó có một cái giai đoạn thụ phấn của nó. Đây là cái điều kiện mà tự nhiên của cây mít, sinh lý của cây mít. Còn chúng ta đó là chúng ta can thiệp, và cắt đứt đi cái quá trình mà thụ phấn tự nhiên của nó. Ví dụ như nó đang còn cái giai đoạn thụ phấn mà chúng ta đem cắt hết trơn, xung quanh và chừa có một cái trái thôi, thì nó không còn cái gì để mà nó thụ phấn nữa. Thứ hai là khi chúng ta cắt như vậy đó thì những cái nhựa của những cái đùm mít xung quanh đó nó chảy ra, nó cũng gây mất sức. Chính vì cái chỗ này nè mà nó hụt đi cái dinh dưỡng, nó làm cho trái mít méo mó và bị eo bị lép đó các bạn. Các bây giờ là nhà vườn trao chảo áp dụng cách mới, là nhà vườn trao chảo làm cách này thấy là nhẹ nhàng và dễ dãi lắm. Nhà vườn trao chảo sẽ đợi cho trái mít mà nó phì bự lên bằng cái bình thủy các bạn, bằng cái ấm nóng nước. Thì các bạn hãy cắt, thì trong thời gian này để các bạn sẽ lấy những cái bao lưới bao cước, các bạn bao từng đùm đi để tránh ruồi vàng và tránh con mũi hành nó đục trái đó. Thì khi mà trái mít nó bự bằng cái bình thủy rồi, lúc này các bạn hãy ra tay tiễn lựa, thì tự động các bạn thấy nó tự nhiên, nó hay lắm, tự động trái mít nó tiễn lựa cho các bạn, trái nào tròn là ra tròn, trái nào méo ra méo, tự nó tiễn lựa chứ không phải là chúng ta tiễn lựa nữa các bạn ha. Các bạn nhớ nha, cái cây mít này nó có một cái quy luật tự nhiên của nó, là chúng ta can thiệp vào giai đoạn đầu thì quá sớm đi. Bởi vậy phải để cho trái mít bằng cái bình thủy, bằng cái ấm nóng nước thì chúng ta hãy cắt tiện. Rồi bây giờ các bạn nhìn một cái đùm mít này nha, các bạn thấy không, nó có hai cái trái to tròn rồi đó, ở trên cũng vậy luôn nè đó. Thì mình đã áp dụng cái cách là mình để cho nó tự nhiên nó phát triển, mình không có can thiệp gì ngay lúc đầu hết trơn á. Thì cây mít này nó đang là một cái cây mít mang trái, nó đủ sức mang trái. Thì các bạn nhìn lại nha, đây là những cái trái nè, các bạn thấy không, có những trái nó to tròn, mình để nguyên hết trơn luôn á. Có những hai trái nó to tròn, các bạn thấy không, có hai trái nó to tròn, còn bao nhiêu là những trái méo trái đồ. Thì bắt đầu cái trái này bắt đầu nó bự gần bằng, mình để cho nó bự nữa, bự bằng cái ấm nấu nước á, thì mình mới cắt những cái trái xung quanh. Nghĩa là ngay lúc này là tự động cái cây mít nó tự động nó tuyển lựa cho nhà vườn trao chảo, chứ nhà vườn trao chảo không phải can thiệp ngay giai đoạn đầu nữa. Thì bây giờ á, qua một quá trình mình thí nghiệm thử thì mình thấy rằng á, bây giờ là mình để tự nhiên như vậy á, thì bây giờ các bạn thấy nè, nó đã hình thành hai cái trái to tròn. Thì mình chuẩn bị là hai cái trái bự to tròn này nè, thì mình chuẩn bị là mình tỉa nguyên cái đùm này. Thực ra đùm này là mình cắt hết, mình chỉ chừa cái trái to tròn đó. Đây là cái trái này một cuốn thôi, một cuốn một trái thôi, và chắc chắn trái này nó sẽ là đạt loại nhất, vì là mình đã thấy là gai nó đỡ đều và nó đã to tròn hết trơn rồi. Thì bây giờ đó là một cây này mình để một trái hoặc hai trái thôi chứ không có để nhiều. Sau khi trái mít á, nó bằng cái ấm rồi á, thì các bạn tiễn trộn rồi thì các bạn bao lại bình thường và các bạn bổ sung phân và dinh dưỡng cho nó để mà nó nuôi được cái trái mít lỗi nhất nha các bạn. Thì đây là một cái video mà mình thấy là ngay lúc này nó rất có giá trị đối với nhà nông và các bạn trồng mít Thái. Vì sao? Vì hiện nay thương lái và vựa mua mít họ đã đưa ra một cái tiêu chuẩn mít nhất rất là khó. Thật sự khó luôn, khó đạt được trái mít nhất. Thì chúng ta trong cái ngay lúc khó này, chúng ta phải tìm ra những cái phương pháp nào tốt nhất để mà chúng ta có được những cái trái mít lỗi nhất, để mà đạt được cái thu nhập mong muốn nha các bạn. Đó, mình mong muốn rằng những cái video này các bạn chia sẻ và xem và giới thiệu cho bạn bè nhiều người cùng xem nhé. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Vui lòng nhấn đăng ký cho nhà vườn trao chảo một cái like ủng hộ tinh thần, và nhấn luôn cái chuông để đón xem những video kế tiếp. Nhà vườn trao chảo rất vui khi làm video phục vụ các bạn. Chúc các bạn sức khỏe được mùa bội thu. Mình mong rằng mít Thái sớm sẽ trở lại quỹ đạo như cũ của nó nhé. Trân trọng kính chào các bạn.